Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi đi. Hôm nay mình quay trở lại làm clip trà trộn trong Martin Vic nha anh em. Thường lộ bên ai Hơi bên đồng thế đội nhảy khu sự kiện gì xa quá. Mình thì khu sự kiện này gần đường ông bay kia thì mình chạy nhảy rồi, luôn. anh nghe Ui, đây thằng đi xe kìa, có một đông. xe kìa, Tin tên này rơi xuống kìa. Không hiểu nhảy dù bị bắn rụng hay như nào. Không nốt được thằng kia nhưng mà may quá vẫn gạt được cái ông đấy. Đúng quá anh em ạ, mệnh có một người ở đây chạy thôi. chạy 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 Súng đã, súng đã, súng đã, súng là chân lý. cái nào Tiếc tiếc tiếc. Nào, lên đi bạn ơi. Các bạn lên đi. Đẳng cấp ghê chứ. Nó sẽ chưa giết được người kìa. Cả bọn thằng kia rồi sao ấy. Chạy 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 chạy. Wow, thôi bố biết rồi. Không cần Rồi chạy sao? Thằng này chết luôn này. Thế có khi clear đấy anh em ạ. Ngồi bạn thân Ô, chạy lẻ lắm. hồi sinh xuống, hồi sinh xuống anh em ạ. Rồi, Chết sao? Đâu? Quá đen cho bạn. Vô hồi sinh phát, chết luôn anh em ạ. Mẹ hai đứa bố Giờ đi lấy móc, lấy móc, lấy móc. Có người, có người chị ơi. Rồi, vẫn còn tình chân này anh em ơi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Đông quá. Vẫn còn mấy tiếng chân người anh em ạ. Là không cứu đứa nào luôn á. Đối diện. À, đi rồi. Ông ấy ngồi ị đây ạ. Ui tôi chết rồi. Rồi sao? À mạng kiểu bị delay ping ảo hay sao anh em ạ? Giống kiểu delay kiểu gì ấy, khó chịu thật đấy. Tại vì lúc nãy mình có xem qua rồi, hai bạn này bạn không để avatar. Avatar nhưng mà để avatar hoạt hình hay nhào ấy, mà thôi kệ đi. Mình ổn quá. Trở lại mình sẽ bán Uzi với cả M4 đi. Bên kia nó có tiếng súng kìa, nhanh nhanh nhanh. Thì chạy trên nhà. Đúng rồi. Mình phải áp sát gần hơn thì may ra mới có thể gọi là gạt đuổi anh em ạ. Chứ còn bắn từ nãy có khi là xa quá. Ui vào đây rồi. Ui dồi ôi sao làm bắn mà vẫn giật thế. Giật ngang anh em ạ. Nhanh 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 nhanh. Tính vào lúc sát ké chết cho mình à. Ô kêu không cứu à. Mình... Ui dồi ôi đau quá. Trời dí mình luôn. Mẹ ơi, à, có bạn bảo là mình còn bán vé siêu xe không nhưng mà mình không bán nhá, hiện tại là không bán nữa rồi. Khi nào có thì mình sẽ đăng lên trên fanpage để cho mọi người biết. Nói chung là mọi người cứ follow trong fanpage để biết liền mà. Rồi tôi thấy rồi. Bọn em còn thằng ở dưới nhà nữa vừa vừa phi vào anh em ạ. Ui, có hai xong rồi luôn à. Ui phí quá, phí quá. Đẩy ra mình ra rồi sinh lấy xe đã. Trời ơi không kịp vào anh em ạ. Mình ngoài bo nữa, bọn kia ở trong bo kìa, chả biết có làm ăn được gì hay không đây. Còn đúng cái máy bắn, mà máy bắn thì không thể bắn sang như thế được. Này thì nhảy chúng tôi này, lớp 1. May ra, nào cố lên xem ra được không nào. Rồi, thế thì một thằng bò bên dưới kìa. Chết máu rồi, chết đó rồi. Ui, chết rồi. Ui, bọc. Ui, mình không để ý. Trời ơi, ngu người quá. Cứu được mình chết đó. Ra được một thằng. Đang chạy làm mà. Ui, chả biết có kịp không. Một thằng ngay phía trước mình như này. Vừa chạy xong nó bò xong nó lăn trườn xong. Ui, tôi chết rồi. Lại bò kìa. Bò đầu quá. Chán thế. Cái pha lúc nãy xử lý hơi ngu người anh em ạ. Mình biết thế mình bơm máu thì đúng hơn. Tham gạt quá. Đây đây. Hả? Đây. Tôi một bộ đồ bản tí. I made the top 3 just now. Thực ra thì mình chỉ chơi những khi nào mình làm clip thôi. Nên là danh muộn, lên danh muộn thì nói chung là cũng chả làm sao cả. Bắn chủ yếu là giải trí. Danh A với cả danh thống trị hay bậc thầy sư Việt cũng như nhau. Hoặc cả kim kể cả bạch kim nó cũng như nhau. Bán giải trí thôi chứ mình có phải idol gọi là TikTok hay là cái gì đó.
Rồi, tớ xin. Từ từ, cái thằng này xem nó có chạy ra. Rồi. Quá chuẩn luôn, đủ kích bạn. Cả hết. Thế là tự xin được mấy mạng phờ di anh em ạ. Không tố tượng chút máu nào. Không được. Cái kẻ có, nhà kia có, đằng xóm mình cũng có. Cho mày. Rồi đâu. Hình như là nó vừa mới đốc một thằng ở ngay phía này hay sao ấy. Đồng đội mình gạt rồi kìa. Để cho đồng đội cho nó quả bom nữa. Bắn được thằng này thì may ra mình có thể loại sống sót. Ui, lag kìa. Nào, ngó mặt ra đi bạn ơi. Ngó mặt ra đi bạn ơi. Ngó mặt ra đi bạn ơi. Thiêu đốt. Hình như nó chạy rồi sao ấy. À, thế rồi, thế rồi, thế rồi. Thế rồi. Thằng bé chắc là ra lan can bơm máu. Thổi rồi, bạn năm sau mà bơm kịp được. Bạn năm sau bơm kịp được. Ông này, ông cay đấy, ông ấy lúc ông đồng đội của mình anh em ạ. May mà chưa gạt được ấy. Không thì cũng ối giời luôn. Watch out. Thế rồi, thế rồi, thế rồi. Rồi sao, lộ rồi anh em ạ. Thôi, phán. Móc đường khác. Và mình vừa lại đánh võng đi đường vòng anh em ạ. Ui dồi ôi, thính phết nhờ. Nó chui trong phòng rồi. Được đấy. Bạn hơi đen. Trận này tôi còn chết găng. Bạn hơi đen. Còn tiếng chân, còn tiếng chân. Bên này. Nhảy cầu thang thôi. Không lên à? Nhìn nó đúp chỗ. Nó đúp rồi. Ra đây. Chắc là ngay từ tiếng shotgun cũng phải bắt khiếp đấy anh em ạ. Nào rửa bom nào. Ra đi, tớ ném bom này. Đúng rồi, ra đi. Đấy, tớ có ném đâu, tớ chỉ giả vờ thôi mà. Bạn chưa gì mà đã ra rồi. Rồi, ok. Ô, hình như có một thằng chạy ở đường à, phải không? À, chạy vào nhà. Ui, nó vừa gạt được một thằng kìa. Quý thế. Nhanh tay hơn là ăn được rồi đấy. Có tiếng chạy. Nó chạy ra phía cái nhà phía trước mặt mình rồi. Rồi tiếng mở cửa luôn này. Ô, nó đóng cửa rồi. Đồng đội lên rồi anh em ạ. Lên chơi luôn nhá. Có gì thì đồng đội mình đứng từ đầu kia cover được. Chui ơi, bom đi bạn ơi. Rồi nốc. Gạt luôn. À thế rồi. Ui, có một thằng, à quên, có hai thằng. Một thằng chạy sang bên trái rồi. Một thằng ấy lốc. Không gạt được, nó bò ngay sau tảng đá anh em ạ. Ồ, có tiếng chân chạy này. Mình nghĩ là chuẩn bị chạy bò. Chạy bò luôn. Rồi sau. Tiếng chân này chắc là tiếng chân của bot rồi, thôi kệ đi. Và bò ke trước đây anh em ạ. Đúng rồi, chạy đi ạ. Rồi, nốc. Mọi người thấy mình sẽ X4 êm không anh em? X4 thì phụ kiện là giảm giật tay cầm ngang nhá. Rồi, sau, clear. Hồi xưa mình có tập X4 mãi mới gọi là quen đấy anh em ạ. Chứ còn trước khi bắn X4 là mình toàn bắn X3 và X6 thu về X3 thôi. Ui, bên kia có. Ui, bên trái cũng có luôn kìa. Trước mà mình cũng có. Mà chắc là bắn ở cái phía bên phải mình anh em ạ. Chịt rồi. Ui dồi ôi, đánh võng kìa, ui dồi ôi. Luôn đồ. Ở đây, tôi đây. Thằng này mình bắn chắc phải tầm nửa cái máu đấy. Giờ mà phi được lên nóc nhà kia, móc lại nó thì ngon. Lên. Rồi, xong quả này chết mình rồi anh em ạ. Ui 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 ui. Máy quá, hình như là đang bắn nó hết đạn thì phải. Chứ không quả rồi mà đầy đạn mình chết đấy. Ra đây bạn, ra đây. Ra đây. Gì chứ, gặp sao cả tắt điện ngay.
Ui thì chết, tôi có tiếng tôi. Ui rồi trên đồi kìa. Chết, lại còn ngoài bo nữa. Ba nó tạch 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 đứng ba. Rồi, đốc một. Ô thằng kia đâu rồi? Có. Đốc thêm này. Còn hai rồi. Ô thế còn thằng cơ rồi. Ôi thôi, 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 chết rồi. Nó, nó cứu ngay sau gốc cây này bạn ơi. Nè, ngay sau gốc cây. Cố lên, cố lên, cố lên. Hay quá. Quá tuyệt vời. Mày quá anh em ạ. Trận này, mày sáu kill. Anh em nào mà có nhu cầu mua bán hàng thì qua shop mình ở tonysama.vn nhá. Cứ lên shop tonysama.vn là có thể liên hệ được với mình. Có cái phần chat với cả admin ý. Xuống ơi, xuống ơi. Đây rồi, xuống rồi. Ui, đúng chưa rồi. Trời đất ơi. Mày quan hết đạn. Cứu mình với đồng đội ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Kiểu vẫn được kiểu này mà. Đèn số 1 à, giờ vào trong này xem có máu. Ô tố xin. Máy quá có bình máu đi rồi. Từ từ để mình cho có nết lên trên kia đã. Ui thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Ơ mày này ra bắn tao đi. Không thấy chi nghe gì. Mình nghĩ là bị chặn đường rồi đấy. Ui. Mẹ ơi, bắn vậy mà người chết kìa. Sao đây rồi. Rồi xuống rồi tình yêu. Gạt. Watch out. À ok ok nghe rồi, nghe rồi. Watch out. Chả biết có chờ được. Rồi không chúng cái nào luôn. Đã thấy có mất gần một ô 2.3 cái máu ạ. Lên đi bạn, mày quá. Rồi sao? Mẹ bắn ngu kêu. Thôi chơi đi anh em ơi. Nè, sao đang bắn nhau rồi kìa. Điểm nhanh thế, vừa mới kêu ông đội tới xong mà. Giật luôn mà. Xa quá anh em ạ. Hơi xa. Bò vào đi. Bò vào chỗ góc nào ấy. À thế thôi. Bò góc nào xong rồi thằng nào vào lên thì mình cover luôn. Rồi đến mùa này. Không biết được kịp cứu kịp hay không đấy. Đèn thế không kịp anh em ạ. May số 2 vẫn còn hồi sinh. Rồi sao clear. Easy. Tụi tôi chết quên của tắm mình. Bên này cũng có, bên kia cũng có. Thế mình muốn bên nào bây giờ? Có vẻ biết tuần thì vậy. Bên đấy. Bên đấy đi, đi cứ đi lại gặp người chứ. À, đúng rồi, mới boss xong. Rồi, xong một em. Gạt này, tầm này vẫn có thể sinh được. Thoải mái. Dưới chân mình có một thằng này. Cộp, 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 cộp. Vừa nãy bắn đây đông lắm à. À rồi, nghe rồi. Ui. Hai thằng à, khác team à. Chạy vào xong không kịp bắn anh em ạ. Ui rồi. Trời đất ơi, tại sao nó không chết vào đấy. Yếu lắm rồi đấy. Find the hole. Ui mày cho bạn nhé, bạn chạy kịp ấy. Hoài thế nhở. Đâu không. Rồi sao, đâu, ngon quá. Ngó ngơ với chúng tôi này, hình như cái ông, à. Ui trời phí quá, tại sao được con lốc nhờ? Lốc phải ngon không? Được, đẩy gần vào. Còn thằng trên mái nhà đây anh em ạ. Nó vẫn là đang lấy sao ấy. Xôi bom đi bạn ơi. Mãi bên nhau bạn nhé. Lần này hết người cứu bạn luôn nha. Ui ôi. Còn anh em ạ. Một ông chạy trái, một ông chạy phải rồi. Ui, mấy bạn này có vẻ là có hơi ngáo anh em ạ. Không phải dân pro ơi. Bảo sao cái đi team này. Nó đi chưa bạn? Bắn team này hơi dễ. Ui, chắc là mấy bạn nữ chơi với nhau rồi.
Ơi sorry mấy bạn nhé, mình đang chơi cùng team không phải là solo squad. Thường thì mấy tại vì nếu mà địch mà kiểu mà đây mình qua đây. Còn này mình nghĩ là nó biết mình chặn rồi kiểu gì đâu. Đấy miệng bảo ngay qua xe. Ui số 2 bắn mà mình cứ tưởng đâu bắn địch được tưởng địch bắn cả. Ui rồi đâu rồi này à. Đấy mình có một đúng không? Mình như chưa gạt được. Sợ tao mình cứu xong rồi ấy. Trốn sau xe à, trốn sau xe ấy. Nó đổ xe luôn. Hết trốn nha, hình như liêu rồi phải. Liêu rồi, liêu rồi. Mình kêu tiếng súng kìa. À thấy rồi. Chạy rồi bạn ơi. Team Việt Nam. Cái này Việt Nam nhiều thế anh em ạ. Không gạt được rồi. Áp sát, áp sát, áp sát. Nhanh nhanh nhanh. À trên máy kìa. Cứ tưởng ở dưới. Rồi. Đốc thêm này. Có phải đánh. Có tiếng chân này. Rồi thấy không. Ui. Không trúng cái nào kìa. Ui rồi ôi. Phí qua đang ăn được thêm mạng này kìa. Phí qua anh em ạ. Rồi, thằng quế đâu anh em ơi. Nhanh nhanh không số 3 mất. Giúp ông này ông nhìn nhanh thế. Ui dồi ôi. Đừng đừng đừng. Rồi thế thôi. Mày quá. Mình vẫn gọi là nhanh chân hơn. Vẫn nhanh tay hơn anh em ạ. Vẫn đủ chỉ tiêu. Rồi anh em nào mà có nhu cầu mua Barak thì mọi người biết số của mình chưa? Tôi đi Sama.vn nhá. Bà nữ của chúng ta. Ô nhìn trông xinh xắn nhưng mà hay cáu thế. Dịch. À, làm thêm trận nữa anh em ạ. Ba trận vẫn hơi ngắn. Hôm nay chiều anh em làm em thêm trận nữa anh em ạ. Em lại chơi lại. Ôi trời ơi. Ôi bên kia. Rồi nước con này. Gạt hết. Trên này hình như biết được. Ở ngoài kia có. Từ từ. Có thể chết được rồi. Chết được rồi đó. Chỗ nó có tiếng chân kìa. Trời, chả biết bắn thằng nào luôn. Cho thằng này đi. Đồng đội sơ thằng gần rồi. Cho lửa bên trên thì nó phải chạy xuống. Mà chạy xuống thì phải sơi bom của mình. Rồi, đấy. Thần cơ diệu toán đấy anh em ạ. M24 này, ngon. Tớ xin. Ngó ra đi bạn ơi, đúng rồi. Ngó ra là chết. QBU đúng không? Phải. Mình quên mất là trong map này không có QBU, chỉ có gọi là MK12 thôi. Đâu rồi, bạn ơi. Này này. Tớ chỉ bắn trượt đúng 2 lần thôi nhá. Lần thứ 3 là không có kiểu quá tam ma bận đâu. Rồi cái ống súng đấy ở gần đâu. Ngoài đường này nó đâu hết rồi. Chết cha, nó gạt đội mình. À quên, nó gạt. Gạt mạng của mình rồi, test mạng rồi. Ui đau quá, đau quá, đi chết. Cái gì đấy, mấy ông bắn gì ở đây đấy. Bắn nó phòng vệ sinh thì không bắn đi. Không ổn rồi, ngồi đi con máu đã. Ui dồi, chết thảm thì thơm. Nào mày ngó mắt ra tao xem nào. Là mày. KS mạng của tao là này. Hết phim. Boss. Bắn nhanh không bọn kia nó gạt. Ái dồi đau quá. Gạt hết. Hết cứu nha bạn, mà mình chả biết rồi đâu. Phải cùng team hay không. Rồi xong chưa rồi. Rồi chạy này. Một viên. Ui trời ơi, bạn định leo núi mở đường à? Rồi nó nhảy xuống rồi đó. Ê, tính ra mình là một gọi là một trong những cái YouTuber làm về PUBG Mobile mà làm nhiều trận trong một clip nhất đấy anh em nhỉ. 4 trận đi vứt. 4 trận đi vít rồi anh em ạ. Thường là người ta chỉ làm có 1 đến 2 trận thôi. Có rồi. I need a scope. Này chỉ có mặt ra với tôi rồi. Ôi giời ơi. Đâu được rồi. Còn thằng kia bọn kia chạy trong nhà nữa. Cái thằng lấy trên đường nó gạt mạng của mình rồi anh em ạ. Quét mạng rồi.
tính ra trận này là mất hai mạng rồi nhá. Không nhảy xuống à? Hình như có vẻ là cây cầu thang thì phải. Từ từ. Đúng không? Cây cầu thang. Ui, không ăn sót đâu. Nhưng mà số một viên của mình rồi đấy. Liều nhá anh em. Liều ăn nhiều. Đây, đây, đây. Ui, mình dưới kia có kìa. Má sao ai hơi ghê nhá. Không, làm gì mà ghê. Không nói mình làm, mình đâm đầu mình lên. Làm gì mà bắn ghê, trời ơi. Các bạn đẩy như đúng rồi. Bắn người ta bắn từ từ thôi. Ping cho đồng đội bắn nữa. Chẳng lần, chẳng lần, chẳng lần. Đằng sau mình ạ. Rồi sao, lốc, ôi gạt, cứ liêu luôn nào. Watch out. Ping đi số 4 ơi. Bảo có người mà cuối cùng chả thấy nói gì, không thấy nó năng gì cả. Khu nhà hay là chỗ nào? Ui hồi, ui hồi. Ui hồi. Hình như vừa phi xe thêm. Ơi, tôi em phắn hình như đông lắm anh em ạ. Phắn nữa. Lốc được 1-2 thằng đã xong mình sẽ đẩy cho. Nhanh chuẩn lắm. Rồi, tao gọi đồng đội tao tới rồi. Nhà 2 thằng. Một thằng. Tôi báo vị trí chuẩn đấy. Đồng bóng này cũng hack nhá. Ồ, thằng này dính lửa thì phải. Vừa thấy vệt sáng. Rồi, nó còn. Ơi, nó kẹt. Chưa có nha mọi người. Thế nhờ biết thằng chó nó ở đó. Gạt thằng này đã. Rồi, đâu? Leo lên đi bạn ơi, lìa luôn. Một mình xôi ba ông ạ. Ngon quá, hơi thơm. Ở nhà cỏ em ơi. Chả biết. À, hình như nó bắn nữa. Ở trên này. Ở trên này. Trời ơi, bảo sao. Ôi nó con. Một nó dùng UMP giảm thanh, hai là VSS anh em ạ. Lúc nãy chắc là hết đạn rồi. Phải dùng tiền thì nghe thấy. Úi trời ơi, úi trời ơi. Hết phim. Trời ơi, thiếu đúng một kill là đủ chỉ tiêu anh em ạ. Rồi anh em nào có nhu cầu mua hay bán đạc thì qua shop của mình là tunisama.vn nha. Đấy kiểu gì cũng bị kích cho mà xem. Ít ngay.